Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh dần suy yếu nên các tỉnh phía Bắc trời chỉ còn nhiều mây, có sương mù về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại đây sẽ duy trì ở mức từ 17 cho đến 19 độ. Ban ngày trời giảm mây và chuyển nắng trên hầu khắp Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai tại khu vực này sẽ phổ biến ở mức từ 23 cho đến 26 độ. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ còn trên 26 độ. Với khu vực Trung Bộ, ngày mai do đới gió Đông Bắc dần suy yếu nên mưa tại khu vực này sẽ giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện vài nơi tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình. Nhiệt độ trưa chiều mai tại các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân sẽ có xu hướng tăng lên ngưỡng từ 25 cho đến 27 độ. Còn đối với các tỉnh phía Nam đèo, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trời phổ biến không mưa và ban ngày có nắng nhiều, nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây cũng sẽ tăng lên ngưỡng từ 28 cho đến 30 độ. Chuyển sang khu vực Nam Bộ, mưa rông vẫn xảy ra rải rác về chiều tối với lượng mưa không nhiều, tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở mức từ 28 cho đến 31 độ. Trên biển, tại quần đảo Hoàng Sa, trời không mưa, còn quần đảo Trường Sa có mưa rông rải rác. Gió trên cả hai khu vực vùng biển này chung cường độ cấp 3, cấp 4, tình trạng biển bình thường.